À, đau bụng quá. Sao anh hôm nay ẻ gì mà khiếp thế? Anh ăn à, mấy cân bún thì mấy cân mì. Ra Hà Nội mà thế nào tử tế nhỉ? Ở gần cái cầu ấy có hai cái nhà. Đi nhà vệ sinh không? Hả? Ngay tụng kinh chắc lâu đấy. 11 giờ đến. Niệm Phật bây giờ lâu. Bên cạnh phòng bên cạnh này có đứa gái nó ngồi tâm sự rồi đó. À. Có cửa. Tâm sự trong toilet công cộng à? Em đoán ngay bên... gặp tri kỷ rồi. Okay, tâm sự chỉ nhất em mò sang ấy đi, tâm sự thì không được kiểu đó. Thế là mình cứ ngồi bên này. Anh gặp đi nhanh em ra lại sắp rồi đấy. Ngay tri kỷ. Sắp đến giờ đấy. 1 giờ nơi à? 10 phút nữa thôi. Anh 20 phút. Bây giờ làm sao mình tính cái giờ đấy được đúng không? Phải bù giờ đấy ra biết đi sớm mà. Đấy có thằng ấy Việt Thành ô tô này biết đấy nãy đi vào đấy nhỉ. Đi vệ sinh nhờ định phải vào cái chỗ bán kim cương với vàng với này ô tô với nó sang như vậy. Thôi anh phải trải nghiệm thứ cái chỗ đấy này còn sạch sẽ lắm. Mình còn mua. Ô tô không có khóa cửa đâu hiểu không? Không có cửa. Thế phải giữ. Phải giữ tay nhớ thì cả. Vào tổng ngầm. Hỏng quá rồi. Hỏng quá. Chào Ngọc Hoàng Thái, chào Ngọc Anh. Tổng kho Nhật Việt. Thầy ơi, Tổng Cương đi Mường Thanh em gặp suốt. À. Không giống anh. Bây giờ nó còn cái gì để mất đâu mà mày bóc phốt. Bây giờ mày bóc phốt gặp thầy đi thì mới sợ chứ còn Cương thì nó còn cái gì để mất đâu. Có ai quản đâu. Có ai quản đâu. Bây giờ thì bây giờ vợ thì này, vợ thì nó bỏ. Con thì ở ông bà nội, làm gì có cái gì đâu. Đấy, nhà người ta nhiều tiền thì trồng thông, trồng tùng ra giữa đường nhỉ. Sao đó, nhỉ? Cứ vậy thôi. Có điều kiện thì cứ thế thôi. Hình như là phải rẽ sao chứ? Đi qua Mỹ Đình bên đồng bên rẽ trái anh. Mày nhớ không? Em nhớ đường mà. Qua sân vận động mà. Đấy, đi live stream các anh em có phải chơi. Anh em có phải là dễ đâu. Trong khu Mỹ Đình thì em mới bình tĩnh thôi nhá. Khu này là anh không bảo kê được chỗ này. Không, khu này là anh đi mấy thằng đều hút nhau đây đấy. Hoàn đấy, một lần vậy nhỉ. Mấy lần rồi, mấy thằng rồi hút nhau đây rồi. Chỗ này nó đi lung tung lắm. Đường nó rộng. Đường nó rộng, đi lung tung lắm. Mấy thằng dính rồi đấy. Nhầm đường rồi, không à. Hôm nào chú về Đại An, mong gặp chú. Cảm ơn Hòa Vũ nha. Cháu đi sang bên chùa thầy đang múc đất để làm hồ cá bán tự nhiên. Cháu sang khênh đất hộ đi. Nghe như phong cách của Cương nó khác của anh. Vợ. Phong cách của Cương nó đã khác của chồng rồi. Tất nhiên cái phong cách mà thấy ngủ thì thằng Cương nó bất cần chỉ thích ngủ thôi. Đấy là đéo dậy được sớm.